Ngọc xin chào các cô chú, anh chị em và các bạn. Trong cái video của ngày hôm nay thì Ngọc nói với cái tới cái đề tài là sỏi ở trong túi mật. Thì trước khi vào cái vấn đề mà Ngọc muốn chia sẻ ngày hôm nay thì Ngọc muốn thưa với các cô chú, anh chị em là những người mà đã ủng hộ và theo dõi Ngọc trong thời gian qua rồi đó, nếu như thấy là những cái thông tin Ngọc chia sẻ mà nó hữu ích và nó gọi là giúp với những cái gì mà các cô chú, anh chị em mình muốn có cái thông tin đó thì giúp Ngọc. Nếu như đã chưa subscribe hay là đăng ký vào trong kênh thì giúp Ngọc làm cái điều đó. Trước hết là ủng hộ Ngọc, cái tinh thần của Ngọc. Thứ hai nữa là để giúp cho cái YouTube người ta bỏ những cái chia sẻ của Ngọc, những cái video của Ngọc lên nó thường xuyên hơn và nó rộng rãi hơn. Và cái điều nữa là nó giúp cho nhiều người biết đến nó hơn thì nó được hữu ích nhiều hơn. Cái đó là cái mong ước của Ngọc. Còn đối với các cô chú anh chị em nào mà đây là cái lần đầu tiên mà có duyên với Ngọc ở trên cái video này á, gặp được Ngọc đó, thì Ngọc cũng nói sơ là Ngọc là dược sĩ. Hàng ngày Ngọc có làm những cái video gọi là ngắn về những cái thông tin mà Ngọc thấy nó có lợi ích cho sức khỏe, để nó giúp các cô chú chăm sóc sức khỏe mình tốt hơn, hay là một số những cái điều gì mà cần lưu ý, chú ý về cái vấn đề thuốc men hay những cái gì mà dùng trong cái cuộc sống hàng ngày đó, thì Ngọc cũng chia sẻ những cái thông tin đó. Hoặc là các cô chú anh chị em mình mà có những cái câu hỏi hay thắc mắc gì về sức khỏe hay trong những thuốc men hay dược phẩm, nói chung cái gì mà thắc mắc mà nếu như gọi là vì cái vấn đề này vấn đề kia mà trở ngại mà không có hỏi được ai đó, mà muốn Ngọc giải thích hay là giải đáp, gọi là giúp tìm những cái giải đáp cho những cái thắc mắc của mình đó, thì Ngọc cũng có thể làm cái điều đó, thì cứ cho Ngọc biết. Thì đó là cái mục đích của cái kênh này của Ngọc. Thì nếu như các cô chú anh chị em mà lần đầu tiên gặp Ngọc và đó là những cái điều mà các cô chú anh chị em muốn biết đó hay là muốn được tư vấn đó, thì giúp Ngọc đăng ký vào trong kênh cũng như subscribe, để cho mỗi tại vì Ngọc có cái video mỗi ngày, cho nên thành ra mỗi khi mà có những cái video mới thì nó sẽ báo cho các cô chú anh chị em mình biết là Ngọc đó có cái video mới lên trong ngày, cũng như đó cũng là cái cách để mà các cô chú anh chị em mình có thể là liên lạc với Ngọc, để cho gọi là đặt câu hỏi hay đặt những cái thắc mắc đối với Ngọc đó, để mà Ngọc có thể giúp gọi là giải đáp hay là cho biết những cái thông tin, những cái gì mà Ngọc tìm hiểu được. Và đó cũng là cái cách mà để mà động viên cái tinh thần của Ngọc cũng như là giúp cho những cái chia sẻ của Ngọc nó được truyền tải nhiều hơn, rộng rãi hơn để đem đến nhiều hữu ích hơn cho nhiều người. Thì giúp Ngọc, nếu như mà thấy nó hữu ích thì hãy đăng ký và subscribe vào kênh cũng như là thumbs up hay là like để cho cái thông tin nó được truyền tải tốt hơn. Thì trở lại cái vấn đề chính của cái video ngày hôm nay mà Ngọc muốn chia sẻ. Thì khi nói đến sỏi ở trong túi mật, trước hết Ngọc muốn nói tới cái theo như thì Ngọc đã tóm tắt, nó có rất là nhiều thông tin mà để bỏ hết vào trong một cái video thì nó hơi quá dài, cho nên Ngọc chia ra làm hai. Trong cái video của ngày hôm nay thì Ngọc chỉ nhấn mạnh tới gọi là nói tới những cái vấn đề như là cái nguyên nhân làm sao để dẫn tới cái sỏi ở trong cái túi mật. Thứ hai là những cái yếu tố nào nó làm tăng nguy cơ mình bị cái sỏi ở trong túi mật. Cái điều kế đến thứ ba đó là những cái vấn đề gì mà có thể xảy ra khi mình bị sạn ở trong cái túi mật. Và cái điều cuối cùng của cái video ngày hôm nay đó là những cái gì mình có thể làm để ngăn ngừa cái sạn ở trong túi mật, hoặc là giảm cái nguy cơ cái chuyện đó xảy ra cho mình, hoặc là ngăn ngừa nó hoàn toàn luôn thì nó quá là tốt. Thì nói tới cái nguyên nhân thì Ngọc muốn nói tới sơ một chút về cái những thành phần ở trong mật. Thì các cô chú anh chị em mình cũng biết là mật là để làm cái gì, thì cái mục đích của mật đó là nó giúp tiêu hóa những cái thức ăn mà dầu mỡ khi mình ăn vào. Một phần khác nữa là nó cũng giúp cho cái hấp thụ của những cái vitamin hay cái khoáng chất mà gọi là cần mỡ dầu rồi đó, để mà hấp thụ những cái đó lại như vitamin E, vitamin E,
vitamin K đó, tức là những cái đó chẳng hạn. Và khi mà nói tới cái thành phần của mật đó thì có những cái thành phần đó là nó có cái bile salt, rồi nó có cholesterol, nó có cái bilirubin này, và ngoài ra nó có nước, có những cái thành phần khác, nhưng mà cái đó thì nó không có quan trọng trong cái vấn đề mà nói tới cái chuyện mà hình thành cái sạn ở trong túi mật của ngày hôm nay, cho nên là Ngọc không có, với lại không không có nhiều nữa, những thành phần chính thì nó đã có ở đây. Thì tại sao mà cái sạn nó hình thành ở trong túi mật? Thì đây là những cái nguyên nhân, chẳng hạn như là nó ít cái bile salt, thì nó ít cái chất này, nó nhiều cái cholesterol, nó nhiều cái bilirubin. Thì nói tóm tắt lại là như vậy, tức là khi mà cái sạn nó không được hình thành, nếu như nó có cái sự cân đối quân bình giữa cái bile salt này với cái cholesterol và cái bilirubin, tức là những cái thành phần mỡ trong mật đó, nếu như nó có một cái sự gọi là quân bình hài hòa với nhau giữa ba cái chất này thì nó không có thành sỏi. Nhưng nếu như khi cái chất này ít xuống, Ngọc đã chỉ ít ở đây, khi cái này ít xuống còn hai cái này thì nó nhiều lên, thì nó sẽ dẫn tới cái hình thành của cái cục sỏi hay cục sạn đó. Và một cái lý do nữa là tại sao nó hình thành, tức là mặc dù cái hình kiểu là cái có thể cái dung lượng của cái những này nó điều hòa với nhau, hoặc là nó ít hơn, sa sút một chút đỉnh, không có đáng kể, tuy nhiên nếu như cái mặt nó bị quá cô đặc, giống như mà bên cái sỏi thận vậy, nếu như cái những cái chất bã, chất cặn đó mà nó gọi là tích tụ, nó tồn đọng lại lâu ở trong cái thận đó, và nó không có được gọi là đẩy ra ngoài, hoặc là khi mình uống ít nước quá, mình không có đủ nước đó, thì cái sự mà cái những cái chất bã và những cái chất mà cặn bã mà nó tồn đọng lại ở trong thận đó, thứ nhất là nó ở lại trong đó quá lâu, tại vì khi mình tiểu thì nó ra nhiều hơn, nên mình đẩy nó ra thì nó ít ở trong đó. Thứ hai nữa, mà khi nó ở trong đó lâu dài mà lại không có thiếu nước nữa, thì cái nồng độ của nó đó, cái sự cô đặc của cái chất thải đó, nó quá cô đặc, nó nhiều quá đó, thì nó dễ dàng kết tụ lại với nhau để mà nó thành cái sỏi. Thì đó cũng là cái lý do, thành ra một trong những cái lý do đó là mật nó không có được bài tiết ra thường xuyên, tức là nó ít được sử dụng đó, tại vì khi mà nó được đẩy ra thì những cái mới tới, tức là nó ít cái chất gọi là cholesterol và bilirubin nó ở trong đó, thì nó ít dẫn tới cái vấn đề mà bị. Còn khi mà nó quá gọi là cô đặc đó, thì thành ra nó dễ dàng dẫn tới cái vấn đề bị sạn ở trong cái mặt nhiều hơn. Thì nói tới mà những cái nguy cơ, những cái yếu tố nào mà nó làm tăng cái vấn đề mà bị cái sỏi ở trong mặt này, ở trong cái túi mật, thì đây là những cái yếu tố như Ngọc đã nói là nó có nhiều cholesterol. Thường những cái sạn mà ở trong túi mật á, thì thường là do có nhiều cholesterol hơn là nhiều cái chất này. Cái chất bilirubin này là cái chất mà sau khi nhiều cái gọi là cái red blood cell, hay là cái tế bào máu mà gọi là cái hồng cầu đó, tức là có nhiều cái hồng cầu nó bị bể vỡ ra. Cũng nói tới nguyên nhân tại sao cái đó thì nó rất nhiều nguyên nhân, mà cái trong cái video này nó không có gọi là liên quan tới, thành ra Ngọc không có muốn nói vào đây. Nhưng mà đại khái là vì một cái lý do gì đó mà cái red blood cell hay là cái hồng cầu ở trong máu nó bị damage nhiều, cái nó gọi là bị vỡ, bị chết đó, bị hủy hoại đó, mà hoàn loạt nhiều đó, thì nó cũng tiết ra cái chất này nhiều. Thì thường cái trường hợp đó nó ít khi xảy ra, cho nên đa số mà khi mà bị sỏi ở trong túi mật đó thì thường xảy ra là do nhiều cái cholesterol.
Thì những cái lý do gì mà đem tới nhiều cái cholesterol? Thì đây là những cái lý do. Thứ nhất là béo phì. Hay là trong trường hợp mà mình mang thai, hay là mình là phụ nữ đó, hoặc là uống cái thuốc ngừa thai hay những cái thuốc mà gọi là về hormone, thì những cái này á nó có liên, có đâu cái phụ nữ với lại mang thai với lại uống thuốc ngừa thai này nè, thì những cái này nó liên quan tới cái nội tiết tố estrogen đó, nó liên quan tới cái nội tiết tố estrogen đó. Thì cái estrogen á nó sẽ làm, tức là những cái phản ứng hóa học ở trong cơ thể, nhưng mà đại khái nói nôm na lại thì cái estrogen là cái mà nó làm ảnh hưởng tới cái liều lượng của cholesterol ở trong cơ thể. Cho nên phụ nữ là một cái yếu tố, tức là giữa cái đàn ông á, thì ít cái nguy cơ bị cái này, tại vì người ta không có cái nội tiết tố estrogen nhiều như phụ nữ, thành ra phụ nữ thì nó tăng cái nguy cơ bị cái này nhiều hơn đàn ông. Thứ hai là phụ nữ mà mang thai và phụ nữ dùng cái thuốc ngừa thai, tức là khi phụ nữ mang thai thì nó cũng làm tăng cái liều lượng estrogen nhiều hơn, và khi cái thuốc mà ngừa thai đó đó là nó cũng có một cái sự, cũng nó có cái estrogen ở trong đó, và đó cũng làm ảnh hưởng tới cái liều lượng của cái cholesterol ở trong cơ thể của mình, thì đó cũng làm dẫn tăng cái nguy cơ mà bị cái sỏi ở trong túi mật. Còn đây Ngọc nói tới cái bên trên 40 tuổi, hay là cái đại khái là khi vấn đề mà tuổi tác càng tăng đó. Theo như thông tin Ngọc đọc thì tức là sỏi thận nó có thể hình thành bất cứ lúc nào, chứ không có nhất thiết là ở cái tuổi đó. Hễ mà có một cái sự mà không điều hòa giữa những chất này với nhau, hay có những cái hiện tượng này xảy ra, tức là cái túi mật, mật nó không có được đẩy ra khỏi cái túi mật nhiều đó, mà nó cứ tồn đọng trong đó, nó không có được sử dụng thường xuyên đó, nó còn tồn đọng ở trong đó đó, thì những cái lúc mà những chuyện này xảy ra thì cái sỏi thận, sỏi mật nó có thể hình thành. Tuy nhiên thường thì nó không có tạo vấn đề, nó không có những gọi là cause cái issue đó, tức là tạo ra cái gọi là những cái vấn đề mà cần phải xử lý đó, cho tới khi mà thường mà khi mà lớn tuổi trở lên, tức là trên 40 tuổi, thì lúc đó nó mới tạo ra cái vấn đề. Thì theo như cái suy luận của Ngọc là có thể nó hình thành rồi, nhưng mà tới khi mà mình lớn tuổi á, thì nó hình thành, tức là ví dụ như cái khi nó hình thành cái một cục và nó nhỏ thì nó không có là vấn đề, tại vì nó chưa tạo nên nhiều cái cản trở. Tại vì như thứ này khi mà nó bị sỏi đó thì nó dẫn tới những cái vấn đề mà ở dưới này tắc nghẽn những cái chuyện này chuyện kia. Thì cái lý do là ví dụ Ngọc nghĩ theo cái đó là suy luận của Ngọc, là khi người ta lớn tuổi rồi á, thì tức là nhiều sỏi, nhiều cái hột sỏi nó được hình thành. Khi nó mới bắt đầu hình thành, ví dụ một cục thôi, là cái cục nó nhỏ thì nó chưa có tạo ra vấn đề, cho tới khi nhiều cục và cái cục đó nó lớn lên nữa thì lúc đó nó mới có vấn đề. Thành ra có thể là khi cái tuổi tác nó tăng thì lúc đó cái cục nó tạo ra nhiều hơn, cái cục nó lớn hơn, thì tới lúc đó mới là cái lúc mà nó tạo ra cái vấn đề. Thì đó là cái suy luận của Ngọc. Và khi mình ăn ít cái chất xơ hơn đó, tại vì cái chất xơ á, là như Ngọc đã trình bày trong những cái video trước mà nói về cái sự tiêu hóa, khi mình ăn uống mà nhiều cái chất xơ hơn thì cái chất xơ là cái chất mà kích thích để mà giúp cho cái sự tiêu hóa của mình, cũng như gọi là đẩy những cái chất cặn bã để cho mình đi cái đại tiện đó, không có bị bón rồi đó. Thì khi mà những cái chất xơ nó giúp cho cái vấn đề mà cái bài thải chất bã nhiều ra, thì nó cũng giúp là bài tiết cái mật này ra khỏi cơ thể mình, thì nó giúp cái sự mà ứ đọng lại của mật, thì nó không có tạo ra cái vấn đề. Và vì sao béo phì? Thì rõ ràng cái béo phì này nó cũng có liên quan tới cái vấn đề nhiều cholesterol trong cơ thể, cho nên nó cũng là một cái yếu tố mà nó dẫn tới cái chuyện mà tăng cái nguy cơ bị cái sỏi ở trong cái túi mật. Và ăn nhiều mỡ thì cũng là dĩ nhiên là tăng nhiều cái cholesterol. Và những cái bệnh về máu thì nó làm tăng cái chất này, thì đó cũng là cái nguy cơ. Thì
Và một cái ý cái vấn đề nữa ở đây là nó là giảm cân quá nhanh. Thì cái lý do tại sao là giảm cân quá nhanh, tức là khi mà mình giảm cân quá nhanh, mình giảm cân đó thì khi cái giai đoạn mình giảm cân là đôi khi mình không có ăn uống. Thường khi mà mình giảm cân, mình muốn giảm cân thì mình nhịn ăn uống mà mình không có ăn uống nhiều. Thì mật nó sử dụng khi mà mình có ăn uống, tại vì khi mình ăn uống và nó có gọi là mỡ, cũng như có thể khi mình giảm cân đó thì mình lại ít ăn cái chất mà có dầu mỡ nữa. Mà khi không có ăn chất dầu mỡ hoặc là không ăn uống nhiều thì cái mật nó không có được sử dụng nhiều. Tại vì mật á, là nó luôn luôn được tạo ra từ ở trong gan, tức là mật nó tạo ra từ trong gan, rồi từ khi cái gan nó tạo ra mật rồi đó thì nó mới đưa vào trong cái túi mật để nó dự trữ ở đó. Và mỗi khi mà mình ăn uống, thức ăn nó vào trong bao tử đó, sau khi mình ăn đó thì bắt đầu mật nó mới tiết ra vào trong cái bao tử, để mà gọi là trong vào trong cái gì đó, cái ruột ruột non đó đó, rồi từ đó nó mới giúp tiêu hóa thức ăn. Mà nếu như mình không ăn uống thường xuyên, khi mình giảm cân hoặc là mình giảm cái lượng mà ăn cái chất dầu mỡ nhiều đó, thì cái mật nó không có được sử dụng thường xuyên. Mà khi mật nó không được sử dụng thường xuyên, tức là nó được dự trữ ở trong cái túi mật nhiều đó, và cái gan thì nó mới tiếp tục làm, thành ra nó càng nhiều thì nó càng ứ đọng lại trong đó, thì những cái chất mà ở trong đó nó quá cô đặc đi thì nó có thể kết tủa lại và nó tạo ra cái sạn ở trong cái túi 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 mật. Cho nên thành ra khi mà giảm cân quá nhanh thì cũng dẫn tới cái vấn đề làm tăng cái nguy cơ mà bị sỏi ở trong mật. Thì bây giờ Ngọc muốn nói đến là khi mà sỏi ở trong mặt mà nó tạo ra đó, thì những cái vấn đề gì liên quan tới cái này nó có thể xảy ra. Thì thứ nhất là cái túi mật thì nó để là chứa mật, nhưng mà khi nhiều sạn này kia nó xảy qua đó trong đó, và cũng như cái sạn mà nó bự lên á, thì dĩ nhiên là nó dẫn tới cái vấn đề là viêm viêm cái túi mật. Và khi cái vấn đề viêm đó mà nó xảy ra thường xuyên, cũng như có thể nói là khi nó viêm mà nó không có được chữa lành đó, và nó cứ tiếp tục viêm viêm viêm, thì qua sau một thời gian thì cái sự mà khó chịu, cái irritation mà nó tạo ra đó, thì nó có thể dẫn tới cái sự chuyển hóa trong cái tế bào mà ở trong cái túi mật, và nó làm cho những cái tế bào này gọi là phát triển không bình thường. Và khi đó thì nó có thể dẫn tới cái vấn đề là ung thư của túi mật đó. Cũng như khi mà cái sạn mà ở trong cái túi đó nó quá nhiều, nó quá bự và nó quá đồ là nhiều trong đó rồi, thì nó cản trở, nó làm cho mật cản trở những cái đường mà ống dẫn mật để mà có thể điều tiết ra mà tiêu hóa thức ăn đó, thì nó sẽ làm cản trở cái vấn đề đó đó. Và nói tới nữa đó là nó tắc nghẽn cái tuyến tụy, tức là cái pancreatic đó, đó. Thì nó còn dẫn tới cái vấn đề đó. Thì giờ làm sao để mà mình ngăn ngừa cái vấn đề này? Thì dĩ nhiên với cái tuổi tác thì mình không có thể ngăn ngừa được rồi, hoặc là nếu như mà mình là phụ nữ thì cũng chịu rồi đó. Cái đó là những yếu tố mình không thể thay đổi. Còn những cái yếu tố mình có thể thay đổi, chẳng hạn như là mình ăn uống những cái mà nhiều chất xơ để mà giúp cho bài thải cái chất độc cũng như cái mật ra khỏi cơ thể của mình, thì nó giúp giảm những cái nguy cơ mà bị này. Rồi một vấn đề nữa là ăn uống đều đặn. Chẳng hạn như khi Ngọc nói tới mình không ăn uống đều đặn đó, tại vì mật nó được sử dụng khi mà mình ăn uống thì mật nó mới tiết xuống ở dưới cái ruột non để nó làm giúp cái tiêu hóa thức ăn. Mà nếu như mình nhịn ăn hay mình không ăn uống đều đặn thì mật nó không được sử dụng đều đặn. Mà khi nó không được sử dụng đều đặn thì nó bị tích tụ lại ở trên cái túi mật nhiều, ở đó lâu, và khi nó lâu thì nó dẫn tới cái vấn đề nó sẽ tạo ra sạn. Thành ra nếu như mình ăn uống đều đặn, mình không bỏ bữa đó, thì nó vẫn giúp cho cái chuyện mà đem cái mật ra khỏi túi mật thường xuyên hơn.
thì nó không dẫn tới cái vấn đề mà bị cô đặt ở trong cái túi mật đó, thì nó giảm cái nguy cơ mà bị sạn ở trong túi mật. Và một cái đây nữa đó là nói về cân nặng, tức là mình giữ cái độ cân, cái weight của mình đó, cái cân đó, cái sự gọi là cân nặng của cái cơ thể của mình đó ở trong cái healthy range, tức là không có tăng cân quá nhiều hoặc là bị béo phì rồi sau đó phải giảm cân quá nhanh. Tức là những kiểu là đại khái, nếu như mà mình giữ cái cân nặng của mình được ổn định ở trong cái gọi là cái range mà nó healthy, nó tốt đó, thì nó rất là tốt để mà có thể duy trì cái vấn đề mà giảm cái khả năng mà bị cái sỏi ở trong cái túi mật. Thì khi nói tới cái bị trong túi mật này đó, cái video tới Ngọc sẽ nói tới những cái để Ngọc nói sơ một cái này nữa. Ngọc nghĩ cái này thì chắc là Ngọc chỉ nói thôi, nhưng mà nếu như mà gọi là giúp các cô chú anh chị em mình, nếu như mà mình có thể gọi là phỏng đoán sơ sơ là có thể mình bị cái đó hay không, tức là khi mà mình bị đau ở dưới này đó, thì cái đau nguyên cái vùng này thì nhiều khi mình cũng không có biết được là mình bị đau cái gì, mà nhất là khi đau bụng thì nó hơi chung chung. Nhưng mà nếu như mình bị đau mà nó rất, tại vì cái túi mật thì nó nằm ngay dưới một chỗ cái trắng thủy á đó, thì nếu như mình bị đau ở đó và thêm vô nữa là khi cái đau đó nó nhói mà nó lên ở trên cái vai phải của mình đó, thì có thể là nó liên quan tới cái sạn ở trong túi mật. Ngọc chỉ nói sơ như vậy thôi. Còn dĩ nhiên khi mà mình đau ở cái trạng thái mà như vậy thì tốt nhất là nên trở vào trong cái emergency room để mà được bác sĩ chẩn đoán thì nó chính xác hơn. Nhưng mà khi mà nó bị mà ngay dưới cái chứng thủy mà nó bị đau ở đó đó và nó nhói lên ở trên cái vai phải, tại vì cái đó là cái vị trí của nó, thì với lại cái lý do mà nó nhói lên cái vai phải tại vì ở đó nó có một cái dây thần kinh cảm giác mà nó gần ngay chỗ cái vị trí đó đó, cho nên thành ra khi mà bị đau cái đó thì cái dây thần kinh cảm giác nó đi lên ngay chỗ cái phần mà vai đó, thành ra mình có thể cảm nhận cái đó ở chỗ cái vai của mình. Thì nếu như mà mình thấy mà bị đau mà như vậy đó thì có thể là liên quan tới cái sạn ở trong túi mật. Nhưng mà tốt hơn hết là nên đi tới cái emergency hoặc là tới cái văn phòng của bác sĩ để mà được chẩn đoán chính xác, càng sớm càng tốt. Thì trong cái video sau, Ngọc sẽ nói tới khi mà bị như vậy thì cái phương pháp giải quyết là cái gì, làm như thế nào, và trong trường hợp nào thì làm vậy, mà trong trường hợp nào thì làm khác. Thì nó tùy thuộc, thứ nhất là nó có rất là nhiều cái yếu tố mà có thể quyết định là nên thường thôi để tới đó Ngọc sẽ nói cho nó rõ hơn đi, chứ còn nói thì nó cũng hơi dông dài mà nó cũng không có giúp được cái gì. Thì cái đó là cho cái phần của cái video sau. Thì là Ngọc rất là cảm ơn cái sự theo dõi và ủng hộ của các cô chú anh chị em đã dành cho Ngọc. Thì Ngọc xin dừng ở đây, hẹn trong cái video tới thì Ngọc sẽ nói rõ hơn về mấy cái vấn đề kia nha. Ngọc xin chào.